Tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn thương mại Việt Nam Á Âu với chủ đề Thích ứng bối cảnh, khai phá tiềm năng. Tại diễn đàn, đại diện vụ thị trường châu Âu châu Mỹ Bộ Công Thương cho biết, thị trường Á Âu là thị trường truyền thống của Việt Nam và được coi là thị trường xuất khẩu tiềm năng với rất nhiều dư địa hợp tác. Đây là khu vực rất giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ, khí đốt, kim loại màu, than đá, ngũ cốc. Giữa hai bên đã hình thành các thiết chế, khung khổ làm nền tảng cho sự phát triển hợp tác song phương, bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu, gồm Liên bang Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu, EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EVIPA. Những hợp tác trên đã và đang được triển khai hiệu quả để doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước khu vực Á-Âu tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, doanh nghiệp đã chia sẻ những giải pháp tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do trong khu vực, các biện pháp thanh toán và vận tải tối ưu khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Á-Âu, các bài học kinh nghiệm và những lưu ý cần thiết khi giao thương tại khu vực này, trao đổi về thực tiễn áp dụng các mô hình kinh tế mới tại Việt Nam và khu vực Á-Âu, cũng như các cơ hội hợp tác có thể thúc đẩy giữa hai bên.